Kính chào quý vị khán giả, sau đây là phần điểm tin thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhiều nguyên nhân cũng như giải pháp giúp đô thị đồng bằng sông Cửu Long tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu đã được đưa ra tại Hội thảo quốc gia về quy hoạch đô thị chống ngập thích ứng với biến đổi khí hậu được tổ chức sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Là vùng đất thấp, tỷ lệ phù sa bồi đắp hàng năm ngày càng ít, trong khi tốc độ xây dựng và đô thị hóa của các địa phương ngày càng nhanh, cộng với việc mực nước biển dâng cao khiến mặt bằng châu thổ sông Cửu Long bị lún ngập úng. Qua hội thảo, các chuyên gia cũng kiến nghị một giải pháp biến thù thành bạn, tức là thay vì thoát nước đi nơi khác thì đô thị nên tạo không gian mềm chứa nước có thể thay đổi độ sâu, rộng khi cần thiết. Đây cũng là giải pháp mà Cần Thơ đang bước đầu triển khai bằng dự án cải tạo kênh rạch, nâng cấp đô thị trên toàn thành phố. Phải liên kết nông hộ và nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi về hội nhập là nội dung chính của hội thảo ngành chăn nuôi Việt Nam, hội nhập kinh tế diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam thì hiện nay với chăn nuôi lợn 86% hộ có quy mô dưới 10 con và với chăn nuôi gà 97% hộ chăn nuôi dưới 100 con. Đây sẽ là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khi thuế về 0% thì gà Mỹ và lợn Thái Lan hoàn toàn có thể cạnh tranh trực tiếp với chúng ta. Như vậy để ngành chăn nuôi hội nhập thành công, theo các chuyên gia trước hết phải là nâng cao nhận thức của nông hộ. Một nghiên cứu của Viện Chăn nuôi Quốc tế đã chỉ ra rằng nếu người chăn nuôi làm tốt công tác an toàn dịch bệnh thì có thể giảm giá thành khoảng 6%. Bên cạnh đó, người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn 10% đối với sản phẩm sạch. Trong sáng nay 27 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổ chức Xúc tiến Nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ đã tổ chức hội thảo xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia cho ngành thực phẩm Việt Nam. Việt Nam hiện có nhiều mặt hàng nông sản thực phẩm có kim ngạch xuất khẩu chiếm những vị trí cao trên thế giới như gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản. Tuy nhiên, giá trị các mặt hàng xuất khẩu này không cao và không có thương hiệu mạnh so với các nước khác trên thế giới. Theo các chuyên gia, việc xây dựng định vị thương hiệu rõ ràng của ngành thực phẩm Việt Nam, tối ưu hóa giá trị gia tăng cho sản xuất và chế biến thực phẩm ở Việt Nam sẽ giúp gia tăng nhận thức và công nhận quốc tế về thực phẩm Việt Nam và thúc đẩy ngành thực phẩm Việt Nam tăng trưởng bền vững khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 6 bị cáo nguyên là cán bộ ngành đường sắt bị truy tố với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Và sau 45 phút nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án như sau. Đối với các bị cáo, Phạm Hải Bằng, nguyên phó giám đốc dự án RPMU 12 năm tù giam, Nguyễn Nam Thái, nguyên trưởng phòng thực hiện dự án 3 RPMU 11 năm tù, Phạm Quang Duy, nguyên phó giám đốc RPMU 8 năm, 6 tháng tù. Trần Văn Lục, nguyên giám đốc RPMU 5 năm, 6 tháng tù. Trần Quốc Đông, nguyên giám đốc RPMU, nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 7 năm, 6 tháng tù. Nguyễn Văn Hiếu, nguyên giám đốc RPMU, 7 năm, 6 tháng tù. Đây là một vụ trong 8 vụ án trọng điểm được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo và xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ 12. Xin được chuyển sang phần tin tức quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày hôm qua đã tới thủ đô Baghdad của Iraq trong chuyến thăm chính thức 2 ngày nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng Đức và Iraq. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết Đức và Iraq đã thảo luận các biện pháp nhằm củng cố quân đội Iraq trong cuộc chiến với các tay súng nước ngoài. Cũng trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã cam kết tiếp tục viện trợ cho Iraq tới hết năm 2016 một số mặt hàng như thiết bị y tế và 3.000 bộ quần áo bảo hộ chống độc. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq tiết lộ Đức và Iraq đã đặt ra một lộ trình hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia tới năm 2016 và đánh giá đây là một tín hiệu tích cực trong quan hệ quân sự giữa hai bên. Cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ một nam thiếu niên 15 tuổi tại Bắc Ireland vì tình nghi liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào tập đoàn viễn thông TalkTalk hồi tuần trước. Đối tượng bị bắt tại địa chỉ cư trú ở quận Antrim, TalkTalk xác nhận vụ bắt giữ này có liên quan tới vụ tấn công mạng nhằm vào trang web của hãng hôm 21 tháng 10 vừa qua, khiến hàng triệu khách hàng của hãng này có nguy cơ bị lừa đảo và tổn thất tài chính. Cổ phiếu của TalkTalk đã mất hơn 1/5 giá trị sau vụ tấn công mạng này. TalkTalk cho biết họ đã thực hiện các biện pháp bảo vệ trang web, đồng thời làm việc với các chuyên gia tội phạm mạng và cảnh sát thành phố London. Hiện TalkTalk vẫn đang tìm cách xác định xem có bao nhiêu khách hàng của họ bị ảnh hưởng. Phần điểm tin chiều xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.